Tổng thống Mỹ nói về dự án nhà máy VinFast tại Mỹ. Đây là khoản đầu tư ý nghĩa. Trong chuyến công du tới Bắc Carolina, Tổng thống Biden đề cao vai trò của bang này trong ngành sản xuất của Mỹ. Nhà máy sản xuất ô tô và pin của VinFast là một trong hai dự án lớn được Tổng thống Mỹ đề cập đến khi nói về tương lai phát triển của Hạt Chatham. Chúng ta đang sản xuất những con chip dùng cho xe điện ngay tại Mỹ, tại Bắc Carolina. Những phương tiện này chạy bằng pin và nguồn quang quan trọng mà chúng ta đang sản xuất tại Bắc Carolina. Chúng ta đang sản xuất xe điện ở Bắc Carolina. Đây là khoản đầu tư ý nghĩa, ông Biden đánh giá. Trước đó, hồi cuối tháng 3 năm 2022, VinFast và bang Bắc Carolina đã ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Biden cũng đã bày tỏ lời chúc mừng trên Twitter ngay sau sự kiện này. Nhà mámáy sản xuất xe điện và pin trị giá 4 tỷ USD tạo ra 7.000 việc làm của VinFast là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ hiện nay. Thông tin này sau đó cũng được trang tin tức chính thức của Nhà Trắng đăng tải và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Nhà máy của VinFast được xây dựng tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham với diện tích khoảng 800 ha, bao gồm hai khu vực chính, sản xuất, lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Công suất nhà máy trong giai đoạn 1 dự kiến đạt 150.000 xe mỗi năm với hai sản phẩm chính là xe điện VF8 và VF9. Tòa nhà được VinFast chọn làm trụ sở chỉ cách trụ sở của Facebook tại Los Angeles 1,1 dặm, khoảng 1,7 km. VinFast cũng sẽ ở gần Microsoft, chỉ cách khoảng 0,7 dặm, tương đương với khoảng 1,1 km. Cách YouTube khoảng 1 dặm, tức 1,6 km, và có khoảng cách không quá xa với Fox Sports Media. Điều thú vị là không xa trụ sở của VinFast US, có một trạm xe sạc điện của Tesla ngay ở bên kia đường. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, những chiếc xe điện VF8 CD Edition đầu tiên đã đến tay khách hàng tại Mỹ. Mẫu xe điện hạng sang VF9 cũng vừa được bàn giao tại Việt Nam và sẽ sớm đến tay người tiêu dùng quốc tế trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Thương mại Bắc Carolina, bà Marsha Parker Sanders đứng cho biết, các nhà máy lắp ráp ô tô là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bởi những tác động tích cực lên nền kinh tế khu vực. Tôi rất vui vì VinFast đã lựa chọn bang Bắc Carolina làm nơi khởi động cho các hoạt động sản xuất của hãng tại Bắc Mỹ. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp để đảm bảo VinFast có thể tuyển dụng được lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt Nam và VinFast đứng thứ mấy Đông Nam Á về doanh số xe điện? Doanh số xe điện ở Đông Nam Á hiện chỉ chiếm gần 2% tổng doanh số bán xe toàn khu vực vào năm 2022, theo nghiên cứu mới nhất của Counterpoint. Thái Lan là quốc gia đứng đầu về doanh số xe điện ở Đông Nam Á, chiếm 58% doanh số bán xe điện của toàn khu vực. Tiếp theo là Indonesia và đứng thứ ba là Việt Nam. Chính phủ Thái Lan đã thúc đẩy doanh số bán xe điện thông qua các ưu đãi từ phía cầu và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà sản xuất xe điện. Wuling's Air EV là mẫu xe điện bán chạy nhất Đông Nam Á trong năm 2022. Theo thống kê của Counterpoint, mẫu VF8 và VF E34 của VinFast đứng thứ 2 và thứ 3. Xét về doanh nghiệp sản xuất ô tô, Vingroup tức VinFast dẫn đầu về doanh số bán xe điện tại Đông Nam Á. Theo sau là Wuling, thuộc tập đoàn SAEC, GM Wuling và Volvo, công ty con của Geely Holdings. Xe điện chạy bằng pin chiếm 64,6% tổng doanh số bán xe điện, trong khi xe điện light plug-in chiếm phần còn lại. Nhận xét về động lực của thị trường, nhà phân tích Abhilash Gupta của Counterpoint cho biết, nhu cầu về xe điện dòng chở khách đang tăng dần trên các khu vực Đông Nam Á, nhưng doanh số bán ra vẫn còn rất nhỏ, chỉ chiếm 0,5% tổng doanh số toàn cầu vào năm 2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Đông Nam Á đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc muốn mở rộng ra nước ngoài. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy nhiều nhà máy sản xuất xe điện hơn ở Đông Nam Á trong dài hạn. Điều này sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán xe điện. Thái Lan có ngành sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Họ đang nắm đến việc tận dụng chuyên môn sản xuất của mình để thu hút các doanh nghiệp ô tô sản xuất và bán xe điện ở đó. Indonesia và Việt Nam có tài nguyên khoáng sản, cũng giúp họ có lợi thế hơn các nước khác trong khu vực. Các quốc gia Đông Nam Á đã đặt ra các mục tiêu về xe điện cùng nhiều biện pháp khuyến khích để thúc đẩy việc người tiêu dùng sử dụng EV, cũng như thu hút các nhà sản xuất EV thành lập cơ sở sản xuất. Ông Abhilash Gupta nói thêm, nhận xét về triển vọng thị trường, nhà phân tích cấp cao Soman Manda của Counterpoint nhận định, mặc dù xe điện hiện là một thị trường ngách ở Đông Nam Á, nhưng chúng tôi kỳ vọng doanh số bán xe sẽ tăng gấp đôi vào năm 2023. Tuy nhiên, sẽ rất thách thức để các quốc gia Đông Nam Á đạt được cả mục tiêu tăng trưởng xe điện và mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong lưới điện cùng một lúc. Các quốc gia Đông Nam Á có cơ hội để thể hiện năng lực sản xuất của mình nhờ sự quan tâm của nhiều nhà sản xuất ô tô quốc tế. Những công ty tham gia thị trường sớm sẽ có lợi thế hơn,
cho phép họ giành được thị phần đáng kể trên thị trường. Khu vực Đông Nam Á có thể học hỏi các cách tiếp cận của châu Âu và Trung Quốc, cung cấp các biện pháp khuyến khích giảm phát thải CO2. Làm như vậy sẽ thúc đẩy cả người tiêu dùng và nhà sản xuất chuyển sang các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast bất ngờ công bố chính sách thu mua lại xe điện, siêu giữ giá, VF-E34 đi 2 năm mất giá chưa tới 80 triệu đồng. Hãng xe điện VinFast vừa bất ngờ công bố chính sách mua bán xe đã qua sử dụng với giá mua lại các mẫu xe điện của hãng. Theo đó, mức giá bán và thu mua xe đã qua sử dụng của VinFast sẽ dựa trên số VIN, năm sản xuất xe và sẽ được định giá bán thu mua tương ứng cho từng năm. Cụ thể, mức thu mua của các mẫu xe điện VF5, VF-E34, VF8 và VF9 của hãng sẽ dao động từ 85-90% sau một năm sử dụng và đến năm thứ 5 giá thu mua tương đương 53-66% giá trị xe ban đầu. Sau một năm sử dụng, xe mất giá từ 10-15% và từ năm thứ 2 trở đi là 6% mỗi năm. Lấy ví dụ như VinFast VF-E34, giá mới là 710 triệu đồng, trừ đi voucher 190 triệu đồng và 30 triệu voucher sống xanh thì giá dùng sẽ tính là 490 triệu đồng. Sau một năm, mẫu xe này sẽ được thu mua với giá 441 triệu đồng, tiếp đến 441,6 triệu đồng, 382,2 triệu đồng, 352,8 triệu đồng và 323,4 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách này sẽ đảm bảo được giá xe điện cũ VinFast có thanh khoản tốt và ổn định. Ngoài ra, giá thu mua lại các mẫu xe điện của VinFast ngang bằng xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đơn cử như Hyundai Grand i10, Camry hay Fortuner. Mức thu mua của các hãng khác cũng dao động từ 85% đến 90% sau một năm sử dụng và đến năm thứ 5, giá thu mua tương đương 53% đến 66% giá trị xe ban đầu. Theo VinFast, sau 5 năm sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu bán, hãng sẽ trực tiếp mua lại xe của khách hàng hoặc sẽ bù phần chênh cho khách hàng. Tuy nhiên, chính sách hiện chỉ áp dụng cho khách hàng tiên phong mua xe trong 3 năm 2022, 2023 và 2024. Ngoài ra, hãng xe Việt cũng đưa ra một số điều kiện áp dụng bao gồm xe không dùng cho mục đích kinh doanh vận tải taxi, giới hạn số km sử dụng tối đa mỗi năm là 35.000 km. Giá sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nếu vượt số km quy định và theo thỏa thuận hai bên. Xe được bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa chính hãng đúng theo quy định của nhà sản xuất. Xe vẫn còn trong tình trạng vận hành tốt, không đâm đụng hay sửa chữa lớn, không bị thủy kích. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chuyện gì đang xảy ra ở thị trường VinFast đầu tư? Bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất để mua một chiếc ô tô trong nhiều thập kỷ qua. Gần như chưa bao giờ việc mua một chiếc ô tô mới hoặc đã qua sử dụng ở Mỹ lại khó khăn như hiện nay, mặc dù các vấn đề về nguồn cung đã được cải thiện và lạm phát bắt đầu ổn định. Theo dữ liệu gần đây từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá giao dịch phương tiện, mức giá phải trả sau bất kỳ khoản chiết khấu hoặc tăng giá nào của đại lý kể từ năm 2020 đã tăng cao hơn và nhanh hơn trong hơn 35 năm. Chỉ số giá tiêu dùng cho cả ô tô mới và ô tô đã qua sử dụng đã cao hơn nhiều so với 4 năm trước vào năm 2019. Theo CNN trích dẫn, chi phí mua bán ô tô cũ đã hạ nhiệt đáng kể từ tháng 12 năm 2022 sau khi tăng lên trong những tháng trước đó. Trong 5 năm qua, giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô mới đã tăng gần 12.000 USD, theo dữ liệu từ trang web autoedmunds.com. Đối với ô tô đã qua sử dụng, giá giao dịch trung bình vẫn cao hơn gần 9.000 USD so với thời điểm tháng 2 năm 2018. Kể từ tháng 8 năm 2022, mức giá trung bình để sở hữu một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã vượt mốc 48.000 USD. Trong khi đó, tháng 6 năm 2022, mức giao dịch trung bình của ô tô mới tại Mỹ đã đạt con số 48.043 USD. Qua đó, chính thức xô đổ kỷ lục 47.202 USD từng được thiết lập vào tháng 12 năm 2021. So với tháng 5, mức giá giao dịch trung bình đã tăng 1,9%, tương đương 895 USD, và tăng trưởng đến 12,7%, tương đương 5.410 USD so với cùng kỳ vào năm ngoái. Giá xế hộp đã giảm một chút, nhưng không giảm nhanh như người ta mong đợi. Ivan Duri, giám đốc tại Edmunds.com cho hay, người mua ô tô chưa từng thấy những đợt tăng giá khủng như thế này kể từ những năm 1970 và 1980. Điều làm cho những năm 2020 trở nên độc đáo là giá ô tô đã tăng bao nhiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Trong 12 tháng tồi tệ nhất của thị trường ô tô cũ xảy ra đại dịch, chỉ số này đã tăng 45%. Giá ô tô đắt đỏ phủ khắp nơi tại xứ cờ hoa. Thậm chí ở một số vùng, giá khởi điểm có thể cao hơn các vùng khác. Ông Dury cho biết, phần lớn do nhu cầu sở hữu xế hộp hạng sang đã dẫn đến sự khác biệt giữa các khu vực này.
Ở phía nam nước Mỹ, giá giao dịch xe tải mới đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1987. Giá trung bình của một chiếc xe bán tải cỡ lớn trên toàn quốc là 62.430 USD vào năm 2022. Theo Edmunds.com, giá xe hạng trung bình chỉ trong khoảng 31.381 USD. Thị hiếu của người tiêu dùng đã chuyển sang xe bán tải và SUV cỡ lớn và đắt tiền hơn. Những người mua ô tô mới đang có nhiều tùy chọn hơn so với các mẫu xe đơn giản hơn có sẵn cách đây vài năm. Nắm được xu hướng mới này mà VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã sản xuất các dòng xe SUV điện cỡ lớn, nổi bật là chiếc VF9, mẫu xe điện được định vị ở phân khúc SUV hạng E, có thiết kế lớn nhất trong dải xe điện của VinFast hiện tại. Với kích thước các chiều dài, rộng, cao, lần lượt là 5.118, 2.254 và 1.696mm, điều này sẽ giúp VF9 có thêm tính cạnh tranh trên thị trường xe Mỹ. Cả hai xu hướng này đều làm tăng giá và cũng tạo động lực cho các nhà sản xuất ô tô sản xuất những chiếc xe đắt tiền hơn. Thị trường xe ô tô đã qua sử dụng vẫn bị ảnh hưởng bởi hoạt động cho thuê và cạnh tranh giữa các đối thủ, nguồn cung cũng bị hạn chế từ 3 đến 5 năm. Dury nhận định, chúng tôi thấy rằng có một vài điều đang thực sự cản trở thị trường Mỹ và không chắc những thứ đó sẽ sớm biến mất. Bên cạnh đó, Mỹ đang siết chặt các ưu đãi dành cho xe điện khiến nhiều nhà sản xuất gặp khó. Bộ Tài chính Mỹ vừa bổ sung các yêu cầu để xe điện bán ra tại nước này được nhận gói ưu đãi thuế 7.500 USD theo đạo luật giảm lạm phát. Cụ thể, 50% giá trị pin phải được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ mới nhận khoản tín dụng 3.750 USD. Cùng với đó, 40% giá trị khoáng sản quan trọng trong pin phải có nguồn gốc từ Mỹ hoặc đối tác đã ký các hiệp định thương mại tự do với nước này để được nhận 3.750 USD ưu đãi còn lại. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 18 tháng 4. Với các yêu cầu mới, giới chức Mỹ thừa nhận một số mẫu xe điện trên thị trường sẽ không còn hoặc bị cắt giảm ưu đãi. Trước ngày 18 tháng 4, chính phủ sẽ công bố danh sách sửa đổi các mẫu xe đủ điều kiện. Phía Tesla cho biết, mẫu Model 3 sẽ bị giảm ưu đãi sau các quy định bổ sung. CEO Alliance for Automotive Innovation John Bozzella dự đoán, còn rất ít xe điện trên thị trường đủ điều kiện nhận trọn vẹn 7.500 USD ưu đãi thuế sau ngày 17 tháng 4. Theo ông, chỉ yêu cầu lắp ráp tại Bắc Mỹ cũng đã loại được 70% mẫu xe. Từ KFF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Trung Nam, FPT, Vilasera ồ ạt đổ về Khánh Hòa làm khu công nghiệp, cảng biển. Loạt tập đoàn lớn sẽ tham dự hội nghị để ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Hội nghị được tổ chức nhằm công bố các quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh Khánh Hòa, định hướng phát triển của tỉnh, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, có loạt tập đoàn lớn sẽ tham dự hội nghị để ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh Khánh Hòa trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là các khu công nghiệp lớn, các cảng biển và bất động sản. Các biên bản ghi nhớ được ký kết giữa tỉnh Khánh Hòa và các doanh nghiệp gồm hỗ trợ, tài trợ trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tập đoàn FPT và công ty trách nhiệm hữu hạn MC Kinsey Việt Nam, dự án trường liên cấp VinSchool tại Khánh Hòa của tập đoàn Vingroup, khu công nghiệp Nam Cam Ranh 350 ha của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, khu công nghiệp Ninh Sơn 480 ha của công ty cổ phần SSI, khu công nghiệp Xuân Sơn 300 ha của công ty cổ phần Sinex, khu công nghiệp Ninh Diêm 1 250 ha, Ninh Diêm 2 215 ha của tổng công ty PKMEC IDC. Tỉnh Khánh Hòa còn ký biên bản ghi nhớ đầu tư khu công nghiệp Ninh Diêm 3 290 ha của công ty cổ phần Sonadeji, cụm công nghiệp Cam Thành Nam 40 ha và cụm công nghiệp Cam Thịnh Đông 40 ha của công ty cổ phần Intelligent City, khu cảng tổng hợp Ninh Tịnh 750 ha của tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, dự án tổ hợp đô thị du lịch Hòn Lớn 4.800 ha và dự án cảng hàng không tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh của tập đoàn Sun Group. Ngoài ra còn ký các biên bản ghi nhớ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa của tập đoàn Elmon, đầu tư trong công nghệ nuôi biển của công ty cổ phần tập đoàn nhựa Super Trường Phát, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Dirigis Ninh Hòa của liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư DHA và công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công, tổ hợp đô thị công nghệ phần mềm của tập đoàn FPT, nhà ở xã hội, tái định cư theo hướng đạt tiêu chuẩn công trình xanh của tập đoàn Capital House. Đồng thời,
tỉnh Khánh Hòa dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng của công ty cổ phần Viracera, tổng vốn 1.800 tỷ đồng. Dự kiến chấp thuận chủ trương của Thủ tướng hoặc nếu các thủ tục chưa xong sẽ thực hiện ký biên bản ghi nhớ. Hội nghị dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham gia, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh thuộc Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Miếng bánh gọi xe công nghệ rơi vào tay ông lớn ngoại, công ty của ông Phạm Nhật Vượng hợp sức với Bi liệu có vẽ lại thị trường. Màn bắt tay giữa GSM công ty taxi điện và cho thuê xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Bi Group mang đến những kỳ vọng về một màn lật đổ trên thị trường gọi xe công nghệ. Thị trường gọi xe công nghệ, miếng bánh về tay các nhà tay chơi ngoại. Theo Bộ Công Thương, với doanh thu khoảng 2,4 tỷ USD trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 30-35% mỗi năm trong giai đoạn từ 2015 đến nay, thị trường gọi xe trực tuyến Ride Hailing hay gọi xe công nghệ tại Việt Nam có tiềm năng lớn, được ví như một chiếc bánh hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đứng ngồi không yên. Gần một thập niên trước, ở Việt Nam chưa ai biết tới khái niệm ứng dụng gọi xe, di chuyển, trong nội đô phổ biến nhất chỉ có xe ôm và taxi. Tháng 2 năm 2014, Grab đặt chân vào Việt Nam với tên gọi Grab Taxi. Ứng dụng này khi đó chỉ là một phần mềm công nghệ hỗ trợ dịch vụ kết nối với các hãng taxi, giúp người dùng gọi taxi dễ dàng, minh bạch hơn nên thực tế chưa tạo dấu ấn đặc biệt. Phải tới 4 tháng sau, khi Uber chính thức gia nhập, cuộc bùng nổ thị trường gọi xe công nghệ mới thật sự bắt đầu. Chỉ sau vài năm, các ứng dụng đặt xe, ứng dụng giao hàng, gọi đồ ăn nằm trong danh mục không thể thiếu trên màn hình điện thoại của đa số người dân tại các thành phố lớn. Theo số liệu từ vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải, sau nhiều năm phát triển, thị trường gọi xe trực tuyến tại Việt Nam đã có sự tham gia của khoảng 20 nền tảng khác nhau. Hiện có khoảng 67.000 xe taxi, 90.000 xe hợp đồng đã đăng ký kinh doanh và được cấp phù hiệu. Theo số liệu của Statista năm 2020, tổng thị phần của ba doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường gọi xe trực tuyến tại Việt Nam gồm Grab, Gojek và Bi đã đạt gần 99%. Như vậy có khoảng 17 ứng dụng gọi xe made in Việt Nam, còn lại chia nhau hơn 1% thị phần. Một khảo sát của QuietMe công bố vào tháng 6 năm 2021, dựa trên số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ gọi xe hai bánh tại Việt Nam, thì Grab chiếm khoảng 60% thị phần, Gojek chiếm 19%, Bi chiếm 18%. Đối với ô tô, thị phần của Grab áp đảo với 66%, Bi chiếm 22% và phần còn lại chia cho các ứng dụng khác. Màn bắt tay giữa GSM và Bi với kỳ vọng chia lại thị phần. Thay vì lựa chọn công ty chiếm thị phần lớn nhất thị trường là Grab, công ty GSM của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lại quyết định đầu tư vào Bi, ứng dụng đứng thứ hai. Có lẽ trong con mắt của một số nhà đầu tư, động lực và sức bật của người đứng sau sẽ luôn tốt hơn người thứ nhất. Theo Bi Group, hiện các dịch vụ của công ty đã hiện diện tại 28 tỉnh thành trên toàn quốc, đạt hơn 20 triệu lượt tải. Trung bình Bi xử lý hơn 10 triệu giao dịch hàng tháng, trong đó tỷ lệ khách hàng sử dụng nhiều hơn hai dịch vụ trên nền tảng chiếm hơn 50% và lượng khách hàng có giao dịch mỗi tháng đạt hơn 1,5 triệu. Bi Group cho biết, do doanh thu trong nửa đầu năm ngoái tăng gấp đôi, nên công ty đã bắt đầu có lãi góp dương từ quý 3 năm 2022. Bi đặt mục tiêu phục vụ 20 triệu khách hàng trong 2-3 năm tới. Trước đó năm 2020, khi thị phần đạt 30%, Bi Group cho biết họ đã hòa vốn sau 2 năm lăn bánh và là công ty gọi xe đầu tiên đạt được điều này ở Việt Nam. Gần đây vào tháng 9 năm 2022, Bi Group đã tiếp nhận khoản vay vốn trị giá lên đến 100 triệu USD từ ngân hàng Deutsche Bank Đức. Công ty cho biết khoản hỗ trợ tài chính này là tiềm lực giúp Bi Group đẩy mạnh chiến lược thực hóa những mục tiêu lớn. Không chỉ đang nổ trong lĩnh vực gọi xe giao hàng, Bi Group còn hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thông qua một sản phẩm là ngân hàng số Cash by VPBank. Cả hai sẽ cùng ra mắt các dịch vụ thanh toán, tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và khách hàng doanh nghiệp. Cash by VPBank là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính thiết yếu, bao gồm thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư vi mô và thẻ tín dụng, đã thu hút gần 3 triệu khách hàng trong chưa tới 2 năm đi vào hoạt động. Như vậy, tệp khách hàng của Bi đang ngày càng đa dạng, với nhu cầu sử dụng app cao,
Điều này được cho rất có lợi cho GSM, hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng. Khi tiếp cận được với lượng người dùng sẵn có mà Bi đã xây dựng trong 4 năm qua, đội ngũ tài xế hùng hậu của Bi Group sẽ là bàn đạp về doanh số của GSM trong tương lai. Ngoài ra, thông qua Bi Group, công ty của ông Phạm Nhật Vượng sẽ tiết kiệm được khoản chi phí vận hành như bán hàng và chăm sóc khách hàng, kết nối người dùng với tài xế. Về phía Bi Group, việc tích hợp GSM vào ứng dụng gọi xe Bi sẽ giúp gia tăng số lượng tài xế, tăng thị phần gọi xe, tăng lượng người sử dụng app. Tiếp theo đó là các dịch vụ khác như ngân hàng số, giao hàng, đặt đồ ăn sẽ thu hút được lượng khách hàng lớn hơn. Với chương trình ưu đãi tài chính độc quyền để đổi sang xe điện mà đối tác VPBank của GSM cung cấp, việc thu hút tài xế đến với nền tảng của Bi cũng trở nên cạnh tranh hơn so với đối thủ như Grab hay Gojek. Grab gần đây cũng gây một số tranh cãi về giá cước, thu phụ phí và thay đổi giá vào giờ cao điểm, tắc đường. Màn bắt tay của Bi và GSM mang đến nhiều kỳ vọng vào một cuộc lật đổ, nhưng thị trường sẽ còn rất nhiều biến động. Các hãng gọi xe công nghệ cũng liên tục thay đổi chiến lược kinh doanh để ứng biến. Do đó sẽ rất thú vị để chờ đợi xem thị trường này sẽ thay đổi ra sao sau sự tham gia của GSM. Ít nhất trong ngắn hạn, việc hợp tác với công ty GSM có thể sẽ giúp Bi Group giữ vững thị phần đang có và tăng khả năng cạnh tranh với nền tảng hàng đầu như Grab. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Ahamu mua 200 xe VinFast để mở dịch vụ cho thuê xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam, sẽ thuê 1.000 xe từ công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng. Ngày 31 tháng 3, công ty cổ phần dịch vụ tức thời Ahamu đã chính thức nhận bàn giao 200 chiếc xe máy điện VinFast Felix S để đưa vào vận hành dịch vụ cho thuê xe điện EV Rental trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong năm nay, Ahamu sẽ mua thêm 1.000 xe máy điện từ VinFast và thuê 1.000 xe máy điện khác từ công ty GSM để mở rộng dịch vụ ra các tỉnh thành khác. EV Rental là dịch vụ cho thuê xe máy điện hướng tới khách du lịch đầu tiên tại Việt Nam do Ahamu triển khai, khởi đầu tại Đà Nẵng. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, khách du lịch đến Đà Nẵng có thể dễ dàng đặt thuê xe máy điện VinFast thông qua website của công ty hoặc ứng dụng Ahamu. Hình thức thuê có thể theo giờ hoặc theo ngày, với chi phí là 25.000 đồng một giờ đầu tiên và 15.000 đồng một giờ tiếp theo, hoặc 120.000 đồng một ngày đầu tiên và 100.000 đồng một ngày tiếp theo. Khách hàng có thể nhận xe tại điểm giao xe cố định của Ahamu hoặc được giao xe tận nơi miễn phí trong khu vực nội thành Đà Nẵng. Phương tiện cho thuê được Ahamu lựa chọn là xe máy điện VinFast Felix S. Đây là mẫu xe có khả năng di chuyển 198 km sau mỗi lần sạc đầy, tốc độ tối đa 78 km/h, cùng nhiều ưu điểm như thiết kế thời trang, trẻ trung, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến. Bên cạnh 200 xe đã mua từ VinFast, Ahamu đang xúc tiến hợp đồng thuê 1.000 xe máy điện từ công ty GSM để mở rộng hoạt động kinh doanh. Việc triển khai dịch vụ cho thuê xe máy điện hướng tới khách du lịch là một bước tiến tiếp theo trong hành trình xanh hóa, giao thông mà VinFast và Ahamu đang nỗ lực thực hiện. Năm 2022, hai bên đã ra mắt AhaFast, dịch vụ giao hàng và gọi xe công nghệ sử dụng xe máy điện VinFast, tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho bộ mặt giao thông đô thị và môi trường của thành phố Đà Nẵng. Dự kiến dịch vụ cho thuê xe điện EV Rental sẽ được VinFast và Ahamu mở rộng ra các địa phương khác, đồng thời bổ sung thêm dịch vụ cho thuê ô tô điện trong thời gian tới. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt Nam có cơn sốt taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng, còn đây là loại hình taxi đang khiến cả thế giới đứng ngồi không yên. Ông lớn rót hàng tỷ USD để giành thị phần. Loại hình taxi này được cho sẽ thay đổi ngành vận tải trong tương lai gần, là phát minh để giải quyết các vấn đề về tắc đường. Phương tiện của tương lai, taxi bay hay eVTOL, phương tiện cất và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện. Với các hoạt động tương tự như một chiếc máy bay không người lái đang được các hãng công nghệ đẩy mạnh phát triển và đưa ra thị trường. Đây được coi là một giải pháp di chuyển đột phá của con người, giải quyết vấn đề đi lại tại các khu vực có không gian hạn chế như trong thành phố. Đặc biệt được coi là giải pháp cho các quốc gia thường xuyên xảy ra tắc đường, bao gồm cả Việt Nam. Loại phương tiện này chỉ có khoảng 4 đến 5 chỗ ngồi như một chiếc taxi bình thường. Chỉ tính riêng đến năm 2021, đã có hàng tỷ USD đã đổ vào để phát triển lĩnh vực này. Chính vì bởi những đột phá mà taxi bay mang lại, đây sẽ là một miếng bánh ngọt trong ngành di chuyển công nghệ, bao gồm vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách và cả mục đích quân sự,
hay di chuyển khẩn cấp. Theo nhà phân tích Marcelo Motta của JP Morgan Chase, chỉ riêng thị trường hành khách có thể tăng lên tới 1.000 tỷ USD vào năm 2040 và khoảng 3.000 tỷ USD bao gồm cả quân sự và hàng hóa. Cuộc đua sản xuất taxi bay. Taxi bay đang thu hút đông đảo các công ty công nghệ tham gia vào cuộc đua. Tại Pháp vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, taxi bay thử nghiệm Volocopter đã cất cánh với một hành khách trong cabin từ sân bay Bonteuil-Commelles ở ngoại ô thành phố Paris. Volocopter có tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động 20 km. Volocopter đang trong một cuộc chạy đua với các công ty khác trên khắp thế giới, bao gồm Lilium, Joby Aviation và Airbus, để có trong tay chiếc ô tô bay đầu tiên được các cơ quan quản lý chứng nhận. Họ đặt mục tiêu đạt được điều này trong khoảng 2 năm. Còn tại Anh, công ty khởi nghiệp phát triển taxi bay Vertigo Aerospace cho biết đã nhận được các đơn hàng đặt mua 1.000 máy bay eVTOL với tổng trị giá có thể lên đến 4 tỷ USD từ hai hãng hàng không American Airlines của Mỹ, Virgin Atlantic Airways của Anh và công ty cho thuê máy bay Avolon Holding của Iceland. WestJet 6 là ứng cử viên hàng đầu để trở thành chiếc taxi bay đầu tiên được Cục Hàng không Liên bang thông qua. Giá dự kiến cho một chuyến bay với Wizz vào khoảng 4,8 USD một khách 1 km, tương đương khoảng 117.000 đồng. Với tốc độ tối đa 222 km/h, WestJet 6 có tầm hoạt động 145 km ở độ cao 762 đến 1.219 m so với mặt đất. Chiếc taxi bay này có thể sạc trong 15 phút. Theo Sputnik, với sự hợp tác của Archer Aviation, hãng hàng không United Airlines của Mỹ đang lên kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi bay điện đầu tiên vào năm 2025. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế O'Hare đến Vetebos, Chicago, cơ sở cất cánh và hạ cánh máy bay thẳng đứng lớn nhất Bắc Mỹ. Theo đó, taxi bay điện của Archer Midnight có thể chở 4 hành khách, hành lý và một phi công với quãng đường tối đa 160 km. Taxi bay cũng được tối ưu hóa cho các chuyến bay 32 km với một lần sạc 12 phút ở giữa mỗi chặng bay. Taxi bay được trang bị 6 pin, có thể chạy với vận tốc 240 km/h và sẽ hoạt động với mức giá cạnh tranh với các dịch vụ di chuyển mặt đất. Những rào cản của taxi bay. Theo các chuyên gia, mặc dù lạc quan về việc những chiếc eVTOL sẽ được cất cánh và thương mại hóa trong thập kỷ tới, nhưng những chiếc taxi bay này sẽ không ra mắt nhanh như các công ty khởi nghiệp và hãng hàng không có thể kỳ vọng. Bên cạnh việc sản xuất và xin chứng nhận, những chiếc taxi bay cũng cần được mở đường về cơ sở hạ tầng và có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài để trở nên phổ biến. Ví dụ, nếu eVTOL đáp xuống các mái nhà thì sẽ có rất nhiều công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng mới sẽ chuyển đổi các mái nhà thành nơi đỗ. Với eVTOL hoạt động bằng pin điện, các tòa nhà này cũng phải tạo ra năng lượng và điện năng đáng kể cho các trạm sạc. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt trạm sạc tại cây xăng, VinFast phải trả bao nhiêu tiền? Trong năm 2022, gần 300 trạm sạc xe điện VinFast được lắp đặt tại các cửa hàng xăng dầu BV Oil và dự kiến trong 2 năm 2022-2023, hơn 500 trạm sạc xe điện VinFast sẽ được lắp đặt tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Theo thông tin trên báo chí, sáng ngày 31 tháng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức Timexco, mã TMC đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023. Trong đó, công ty cho biết có kế hoạch hợp tác với VinFast đặt các trạm sạc tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ban lãnh đạo công ty chia sẻ, công ty cùng với công ty mẹ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BV Oil, mã OIL đang triển khai song song với các trạm sạc cây xăng tới VinFast. Việc này được triển khai tại 4 cây xăng, lợi nhuận được trả xấp xỉ 20 triệu một tháng, chưa tính tiền mặt bằng. Từ 5 năm trước, vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, BV Oil cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kinh doanh VinFast đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và thuê pin cho xe máy điện thông minh, ô tô điện. Sự kiện khởi đầu cho kế hoạch thiết lập 30.000 đến 50.000 trạm sạc và thuê pin của VinFast trên toàn quốc. Theo biên bản ghi nhớ, giai đoạn đầu, BV Oil sẽ cung cấp 600 điểm kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để VinFast tiến hành lắp đặt hệ thống trạm và tăng lên 20.000 điểm vào năm 2020. Dựa trên các địa điểm này, VinFast sẽ linh hoạt triển khai các mô hình đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng về năng lượng điện, bao gồm hệ thống trạm sạc nhanh, hệ thống trạm thuê pin và hệ thống trạm sạc qua đêm.
Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 7 năm 2022, VinFast và BVOil mới khánh thành và đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện đầu tiên tại cửa hàng xăng dầu BVOil tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trong năm 2022, BVOil đã hợp tác với VinFast và nhanh chóng hoàn thành lắp đặt gần 300 trạm sạc xe điện tại các cửa hàng xăng dầu BVOil trên toàn quốc. Giả sử VinFast trả cho mỗi cây xăng của BVOil xấp xỉ 20 triệu đồng một tháng như con số TMC đưa ra. Như vậy, với gần 300 trạm sạc xe điện, VinFast sẽ phải trả BVOil gần 6 tỷ đồng, chưa tính tiền mặt bằng. Bên cạnh đó, đầu tháng 6 năm 2022, VinFast và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, mã PLX, cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh hệ thống trạm sạc xe điện tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình hợp tác giữa Petrolimex và Vingroup theo thỏa thuận hợp tác toàn diện đã được ký kết cùng nhau trong năm 2018. Đến tháng 10 năm 2022, Petrolimex và VinFast đã chính thức khai trương dịch vụ trạm sạc xe điện tại 10 cửa hàng xăng dầu đầu tiên của Petrolimex ở 3 miền Bắc Trung Nam. Dự kiến trong 2 năm 2022-2023, hơn 500 trạm sạc xe điện VinFast sẽ được lắp đặt và phục vụ khách hàng trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc. VinFast cho biết việc hợp tác mở rộng trạm sạc tại cửa hàng xăng dầu là bước đi quan trọng trong chiến lược hướng tới hãng xe thuần điện với hệ sinh thái toàn diện của VinFast. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chuyên gia giải mã thương vụ GSM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư vào Bear Group chỉ ra mấu chốt quyết định 90% khả năng thành công. Các doanh nghiệp liên quan là VinFast, GSM, Big Group và cả VB Bank có thể được lợi gì khi triển khai mô hình này? Một sự kiện rất được chú ý gần đây là việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM Green Smart Mobility và hợp tác với B Group nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ vận tải lần đầu tiên tại Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Công Trường, top 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ, Giám đốc Hiệp hội Xe hơi của ASQI tại Việt Nam và Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục John S. Partner đã trao đổi với chúng tôi một số góc nhìn về thương vụ này. Việc các nhà sản xuất ô tô mở doanh nghiệp taxi rồi lại kết hợp với ứng dụng gọi xe đã có tiền lệ hay chưa, mô hình này có gì đặc biệt cần lưu ý? Tiến sĩ Ngô Công Trường, việc một doanh nghiệp sản xuất xe hơi sau đó cung cấp luôn dịch vụ taxi, nói rộng ra là các dịch vụ vận chuyển thì đã từng có. Đó là trường hợp của tập đoàn Checker Motor Corporation tại Mỹ. Tập đoàn này đã từng sở hữu công ty Yellow Cab, công ty taxi với những chiếc taxi vàng, biểu tượng của thành phố New York. Tuy nhiên, đó là khoảng gần 100 năm trước và công ty này cũng đã không còn hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện nay thì việc một công ty xe hơi sở hữu công ty taxi, vận tải là hiếm có. Nhưng việc các doanh nghiệp sản xuất xe hơi tham gia hợp tác hoặc làm cổ đông các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển là có. Điển hình như Toyota tham gia đầu tư vào Grab và Uber, công ty General Motors cũng đầu tư vào Lyft. Việc cần lưu ý ở đây, theo tôi là một doanh nghiệp sản xuất xe hơi tham gia sở hữu và điều hành một công ty taxi trong thực tế có thể gặp một số vướng mắc, trong đó quan trọng nhất là năng lực vận hành một công ty dịch vụ. Doanh nghiệp sản xuất có những năng lực riêng và văn hóa doanh nghiệp cũng có những điểm không phù hợp cho một công ty du lịch. Do đó, không chỉ trong lĩnh vực xe hơi, trong các lĩnh vực khác, trong quá trình tư vấn các doanh nghiệp, chúng tôi cũng kiến nghị các doanh nghiệp cẩn trọng khi thực hiện các hoạt động M&A theo chuỗi giá trị khi chưa có đủ năng lực quản trị. Trường hợp của GSM và B Group thì sao? Trường hợp của GSM, theo thông tin hiện nay, giai đoạn 1 của hợp tác là GSM đầu tư vào B Group hợp tác cung cấp xe điện cho tài xế của B Group. GSM cũng tuyển dụng tài xế và cung cấp dịch vụ vận chuyển qua app của B. Do đó có thể nói nôm na là GSM là kho thành phẩm và kiếm tiền bằng cách cho thuê xe hoặc hợp tác kinh doanh với tài xế, dịch vụ bán hàng và cả chăm sóc khách hàng, kết nối người dùng và tài xế, được outsource thuê ngoài qua B. Cách thức này không mới nhưng cũng sẽ là giải pháp tốt cho VinFast tại thời điểm này. Với cách thức này thì VinFast gần như không phải là đơn vị vận hành dịch vụ vận chuyển mà chỉ tham gia vào app của B Group để kết nối tài xế của GSM. Theo các ông, VinFast sẽ được lợi thế nào từ mô hình này? Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung, với VinFast, trước tiên, VinFast có thể bán nhanh ra một lượng xe và giải quyết bài toán về hàng tồn kho, chuyển hàng tồn kho qua GSM. Trong bối cảnh năm nay, tiêu dùng đang có chậm lại và việc bán xe trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng B2C sẽ khá khó khăn cho VinFast.
đối với các xe tại GSM được cho thuê để tham gia hoạt động taxi. Việc này cũng sẽ giúp VinFast tận dụng hàng tồn kho để tạo ra dòng tiền. Khi hợp tác với B Group, VinFast sẽ bán xe hoặc cho thuê xe cho tài xế. Về bản chất, đây là dịch chuyển kênh bán hàng qua bán hàng B2B. Trong đó, người mua xe chính là người làm kinh doanh dịch vụ vận chuyển và họ có nguồn doanh thu để chi trả tiền vay mua xe. Một lợi ích khác cho VinFast là thông qua việc đưa một lượng xe lớn vào hoạt động liên tục, xe thương mại di chuyển nhiều hơn rất nhiều so với xe gia đình, họ sẽ có một lượng lớn dữ liệu để tiêu dùng như số liệu về lỗi, hỏng hóc thường gặp để làm cải tiến, dữ liệu về pin, các dữ liệu để phát triển hệ thống lái tự hành mà VinFast đang xây dựng. Với số lượng xe bán ra nhiều, việc phổ cập thương hiệu VinFast tại Việt Nam cũng sẽ là lợi thế cho VinFast để tiếp tục huy động vốn. Số lượng xe được bán ra tăng đồng nghĩa với dòng doanh thu từ các dịch vụ sau bán như bảo hành, bảo dưỡng. Bán linh phụ kiện cũng sẽ gia tăng. Đây cũng sẽ là cơ sở để VinFast đưa vào dự phòng dòng doanh thu cho các hoạt động kêu gọi đầu tư. Còn B Group và các bên liên quan khác thì sao? Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung, đối với B Group, việc hợp tác này cũng đem lại cơ hội cho việc gia tăng số lượng đội ngũ tài xế trong ứng dụng của họ, mở rộng thị phần, tăng số lượng người sử dụng app, tăng đáng kể khả năng cạnh tranh với các đối thủ hiện nay như Grab. Ngoài ra, việc được VinFast đầu tư cũng sẽ gia tăng cơ hội của B Group trong việc tiếp tục huy động thêm vốn trong các vòng gọi vốn sau. Về dòng doanh thu, chúng tôi chưa rõ chi tiết về thỏa thuận, nhưng chúng tôi tin là việc hợp tác cũng gia tăng đáng kể dòng doanh thu cho B Group. Mặt khác, các tài xế cũng sẽ là người hưởng lợi từ thương vụ này. Tham gia mua xe điện kinh doanh sẽ là lựa chọn mới cho họ để tiết kiệm chi phí xăng dầu. Ngoài ra, tài xế tham gia chương trình này cũng được sự hỗ trợ của ngân hàng, cụ thể là VPBank, trong việc cho vay, mua xe, tham gia làm tài xế của GSM cũng có thể có mức thu nhập khá tốt với phần lương cứng và bảo hiểm xã hội. Đây cũng là lựa chọn thêm cho các tài xế muốn tham gia nhưng chưa muốn đầu tư xe. Còn với ngân hàng VPBank, một bên chưa được nhắc tới nhiều, chúng tôi lại nhận thấy ngân hàng này đóng vai trò không hề nhỏ. Được biết, VPBank đang là ngân hàng dẫn đầu về thị phần cho vay mua xe. Việc tiếp tục tham gia cho vay mua xe của GSM sẽ giúp cho VPBank giữ vững vị trí dẫn đầu và mở rộng tệp khách hàng. Các khách hàng vay mua xe là nhóm khách hàng sẽ phát sinh thêm nhiều nhu cầu dịch vụ tài chính khác mà VPBank có thể tiếp tục khai thác. Như vậy, trong các bên liên quan này, vai trò của ngân hàng rất quan trọng vì nếu thiếu ngân hàng thì ý tưởng kinh doanh này sẽ không trả phí. Chúng tôi chưa rõ mục tiêu objectives của dự án này, nhưng theo góc nhìn của chúng tôi thì dự án này sẽ thành công trong việc di chuyển được một phần tín dụng từ VinFast qua người mua xe thông qua việc bán hàng kết hợp cho vay của ngân hàng. Trong thực tế, rất nhiều công ty xe hơi có công ty tài chính để cho vay người mua xe như Toyota, Hyundai. VinFast hiện nay chưa có công ty tài chính nên việc hợp tác với các ngân hàng là việc cần phải làm. Với mô hình đó, thách thức đặt ra cho các bên sẽ là gì? Chúng tôi cho rằng có thể có hai thách thức đối với dự án này. Thứ nhất là từ phía ngân hàng, như đã trình bày ở trên, việc các chính sách cho vay, lãi suất, hỗ trợ có phù hợp để khuyến khích một lượng lớn tài xế mua xe hay không là một thách thức. Thứ hai là yếu tố vận hành, việc quản trị vận hành ở quy mô lớn hơn luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải giải quyết. Trước mắt, Bi sẽ vận hành qua app của Bi và theo tiêu chuẩn mực dịch vụ của Bi. Tuy nhiên, trong tương lai, nhân sự của Bi có đáp ứng được việc duy trì hoặc nâng cao chuẩn mực dịch vụ ở quy mô lớn hơn thì vẫn là bài toán khó cần giải quyết. Theo các ông, yếu tố then chốt quyết định tính khả thi của mô hình này ở Việt Nam sẽ là gì? Thạc sĩ Ngô Công Trường, chúng tôi đánh giá cao ý tưởng và mô hình kinh doanh này. Mô hình này cũng không quá mới và có những lý do để nó trở nên khả thi. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rất rõ phần thượng tầng là mô hình kinh doanh, chiến lược và phần hạ tầng là hệ thống, quy trình, vận hành. Có một thực tế mà chúng tôi thường nhắc đến đó là tại Việt Nam, phần thượng tầng, hốt xin, định hướng, hướng đi thường được làm rất tốt bởi người Việt rất thông minh và học hỏi nhanh. Phần hạ tầng để đi vào thực thi, canry, thực thi, triển khai, quản lý thì lại không được làm tốt. Do đó, trong mô hình quản trị chiến lược và thực thi kinh điển Hoshin Kanri của Operational Excellency, vận hành xuất sắc, việc tập trung vào thực thi và điều chỉnh theo vòng xoay cải tiến BDCA là cực kỳ quan trọng. Có như vậy thì mới tránh được hiện tượng đầu voi đuôi chuột. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, tính khả thi của dự án này phụ thuộc 90% vào thực thi và vận hành hơn là mô hình. Vì mô hình này khá là chuẩn và đã có những bằng chứng khả thi gọi là proven model.
Vậy để tăng tính khả thi cho dự án này, các ông có lời khuyên gì cho doanh nghiệp? Thạc sĩ Ngô Công Trường, đầu tiên về khả năng vận hành, tối ưu và cải tiến liên tục là một năng lực mà doanh nghiệp cần được xây dựng. Và để có năng lực này, doanh nghiệp cần tiếp cận một cách bài bản theo các chuẩn mực mà thế giới đã có để tránh tự mò mẫm và phát minh lại bánh xe. Hiện nay, Operational Excellence, tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp và Lean Six Sigma đã được chuẩn hóa thành những bộ công cụ tối ưu. Các doanh nghiệp có thể hướng theo các chuẩn mực của thế giới để xây dựng đội ngũ. Có các chứng chỉ về Lean Six Sigma, Green Belt, đài xanh, Black Belt, đài đen. Họ sẽ là những người lãnh đạo cải tiến, đổi mới, được gọi là Change Agent trong doanh nghiệp. Với đội ngũ này, những lãng phí, tổn thất, hàng lỗi, chất lượng dịch vụ mới có thể được cải tiến liên tục theo một phương pháp khoa học. Tại John Partner, chúng tôi đã giới thiệu OE và Lean Six Sigma theo chuẩn của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ, ASQI, cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Về phía lãnh đạo các doanh nghiệp, các lãnh đạo nên học hỏi giao lưu với các chuyên gia hàng đầu thế giới và các CEO các tập đoàn lớn. Hiện nay, việc này không hề khó khăn. Các hội thảo lớn như ASQI, SSRM, SIBOS là cơ hội gặp gỡ và học hỏi rất tuyệt vời với chi phí rất rẻ. Giả dụ nếu như các lãnh đạo cần biết về ChatGPT hay góc nhìn của IBM về ChatGPT, hãy tham dự các hội thảo này và hỏi trực tiếp người sáng lập ChatGPT hay CEO của IBM. Các mô hình khác cũng tương tự. Năm nay, hội thảo ASQI thường niên sẽ được tổ chức vào tháng 5 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, cũng là đại bản doanh của IBM. Theo chúng tôi biết, mới chỉ có 2 người Việt Nam đăng ký, đại diện các doanh nghiệp muốn tham gia ngành phụ kiện xe hơi có thể tham gia ASQI và gia nhập Hiệp hội xe hơi của ASQI. Trong đó, những tiêu chuẩn và áp dụng thực tế với các chuẩn mực như IATF 16949 được chia sẻ rất cởi mở và những hợp tác kinh doanh luôn được thảo luận. Nếu tham gia các sự kiện này, thời gian đi tìm hiểu, tìm kiếm đối tác sẽ giảm đi rất nhiều. Tóm lại, chúng tôi khuyến khích các lãnh đạo doanh nghiệp hãy tận dụng cơ hội để học hỏi từ những người giỏi nhất. Như thế, chắc chắn con đường thành công sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hơn 11 tỷ USD từ Mỹ đã rót vào Việt Nam. Lĩnh vực nào được đầu tư nhiều nhất? Mới đây, phái đoàn gồm 52 doanh nghiệp Mỹ sang Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh. Tính đến nay, các nhà đầu tư Mỹ đã đầu tư hơn 11 tỷ USD vào Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến thăm lần này tới Việt Nam, có nhiều tên tuổi quen thuộc, đang hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam và có kế hoạch mở rộng như Apple, Coca-Cola và PepsiCo, Netflix. Ngoài ra, SpaceX cũng cho biết đang tìm kiếm thị trường dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Tham gia chương trình của Hội đồng Kinh doanh Mỹ, ASEAN, còn có các công ty sản xuất chất bán dẫn, các hãng dược phẩm Pfizer và Johnson & Johnson, nhà sản xuất thiết bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa, ngân hàng Citibank, các hãng công nghệ điện toán đám mây Meta và Amazon Web Services. Hai lĩnh vực mà phái đoàn sẽ tập trung thảo luận với các đối tác Việt Nam. Thứ nhất là chuyển đổi năng lượng, để Việt Nam đặt mục tiêu phát thải bằng không vào năm 2050. Thứ hai là chuyển đổi số. Đây là điều đang diễn ra và sẽ đưa Việt Nam ở vào một vị thế mới trong cuộc cạnh tranh số. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục rót tiền đầu tư vào Việt Nam. Trong năm 2022, Mỹ đầu tư vào Việt Nam khoảng 748,17 triệu USD với 91 dự án cấp mới, xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, lũy kế tổng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam đạt 11,42 tỷ USD với tổng 1.223 dự án. Với số vốn này, Mỹ hiện xếp thứ 11 trong danh sách các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tính theo ngành, lĩnh vực, các nhà đầu tư Mỹ đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 43,1% tổng vốn đầu tư và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 32% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là cấp nước và xử lý chất thải, vận tải kho bãi chiếm lần lượt 5,1% và 3,9% tổng vốn đầu tư. Như vậy, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống là lĩnh vực hiện được Mỹ đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam, khoảng 3,65 tỷ USD. Mặc dù trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ vẫn duy trì hoạt động và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam. Trong năm 2022, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã tăng đầu tư vào Việt Nam, điển hình như tập đoàn Quantum Mỹ và công ty cổ phần BB Group,
tập đoàn BBG Việt Nam đã ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị về việc nghiên cứu, hợp tác đầu tư hai dự án quy mô lớn tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Cùng với đó, hai doanh nghiệp lớn khác của Mỹ là ExxonMobil và Millennium cũng đề xuất các kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án điện khí tại Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ đang ưu tiên đầu tư tập trung vào một số lĩnh vực nhất định tại Việt Nam. Tại hội nghị thượng đỉnh Việt-Mỹ diễn ra vào tháng 3 năm 2022, bà Marisa Lacco, Thứ trưởng Thương mại, phụ trách Thương mại quốc tế Mỹ chia sẻ rằng y tế, thương mại số, năng lượng và biến đổi khí hậu sẽ là ba lĩnh vực được phía doanh nghiệp Mỹ ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong năm 2022. Trên thực tế, FDI của Mỹ chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tỉnh thành nhận vốn đầu tư từ Mỹ nhiều nhất gồm Bà Rịa – Vũng Tàu chiếm 45,8%, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 12,4% và Bình Dương chiếm 9%. Theo ông John Rockle, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ Antram Hà Nội, hiện doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh. Điều này được thể hiện khi nhìn vào cấu trúc của doanh nghiệp. Có thể thấy, doanh nghiệp rất quan tâm đến phát thải ròng bằng không theo cam kết Việt Nam đưa ra tại COP26. Ông John Rockle cho biết thêm, đang có hàng nghìn tỷ USD từ các nhà đầu tư Mỹ đang ngóng để chảy vào các lĩnh vực năng lượng xanh, logistics, cơ sở hạ tầng cảng biển, đường sắt của Việt Nam. Từ KPF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Loạt ô tô điện Trung Quốc sắp đổ bộ thị trường Việt Nam, có mẫu giá chỉ từ 115 triệu đồng. Thị trường ô tô điện Việt Nam hứa hẹn sẽ dậy sóng với sự xuất hiện của những cái tên đến từ Trung Quốc với giá hấp dẫn, thậm chí chỉ bằng một chiếc xe SH. Dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc CAAM cho thấy, trong năm 2022, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã xuất xưởng thành công 27,02 triệu xe các loại, tăng trưởng 3,4% so với năm 2021. Doanh số ô tô Trung Quốc trong năm vừa rồi cũng đạt 26,86 triệu xe, tăng trưởng 2,1% so với số liệu của năm trước đó. Các hãng ô tô Trung Quốc đang đặt mục tiêu mở rộng thị phần, trong đó có thị trường Việt Nam. Dưới đây là những mẫu xe sẽ được bán trong thời gian tới. Guling Hong Quang Mini EV. Mới đây, công ty cổ phần ô tô TMT Motor cho biết đã ký hợp tác chiến lược với liên doanh đến từ Trung Quốc là GM, General Motor, SAIC, Huling, SGMW để sản xuất, lắp ráp, phân phối ô tô điện của liên doanh này tại Việt Nam. Chiếc xe đánh dấu sự hợp tác này là Huling Hong Quang Mini EV, xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất Trung Quốc và thế giới trong 3 năm gần đây. Linh kiện ban đầu sẽ do phía Trung Quốc cung cấp. TMT lắp ráp tại nhà máy của mình tại Văn Lâm, Hưng Yên. Về thiết kế, xe rất nhỏ gọn với trọng lượng chỉ hơn 600 kg, kích thước 2921x1499x1626mm, chiều dài cơ sở 1941mm và được trang bị 4 ghế ngồi. Về động cơ, xe được trang bị động cơ điện công suất tối đa 27 HP, mô men xoắn 85 nm giúp xe có thể đạt được vận tốc tối đa lên tới gần 100 km/h. Xe có nhiều lựa chọn về pin như pin 9.2 kWh cho khả năng di chuyển tối đa 120 km, pin 13.8 kWh di chuyển được tối đa 170 km. Đặc biệt bản nâng cấp pin 26.5 kWh cho khả năng di chuyển tới 280 km. Tại Trung Quốc, xe có giá bán dao động 113 đến 346 triệu đồng. Dự kiến trong quý 2/2023, hãng sẽ công bố chi tiết thông tin sản phẩm và giá bán của Huling Hong Quang Mini EV tại Việt Nam. Haima 7XE. Sau ô tô điện mini giá rẻ Huling, thương hiệu Haima của Trung Quốc cũng nhập cuộc vào Việt Nam với 3 mẫu xe, trong đó mẫu Haima 7XE sẽ là mẫu xe có thể gây được sự chú ý với người dùng khi đây là mẫu xe MPV 7 chỗ chạy điện đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Haima 7XE được phát triển dựa trên thiết kế của mẫu MPV Haima 7X và mới được bán ra thị trường Trung Quốc vào quý 2 năm 2022. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 4815x1874x1720mm, chiều dài cơ sở 2860mm. Với bộ pin dung lượng lớn 73,7 kWh, Haima 7XE có thể di chuyển với quãng đường 510 km sau mỗi lần sạc. Xe có chế độ sạc nhanh và sạc đầy trong 10 giờ. Xe sở hữu khối động cơ điện công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 340 nm và dẫn động bánh trước. Giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ không hề rẻ bởi giá bán của Haima 7XE tại Trung Quốc
hiện đang là 219.800 đến 259.800 nhân dân tệ, tương đương 761 đến 900 triệu đồng. Theo dự đoán từ nhiều nguồn tin, giá bán tại Việt Nam có thể lên tới 1 tỷ đồng. Henry Boma. Vào tháng 12 năm ngoái, mẫu xe ô tô điện Henry Boma của Trung Quốc đã bất ngờ được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và được đồn đoán sẽ được mở bán tại đây. Chiếc ô tô điện này thu hút sự chú ý vì có thiết kế khá giống với mẫu MPV hạng sang Toyota Alpha. Xe có kích thước dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 3.517 x 1.495 x 1.660 và chiều dài cơ sở là 2.495mm. Henry Boma có động cơ là motor điện có công suất tối đa chỉ 30 kW, khoảng 41 mã lực và momen xoắn cực đại 84 nm. Xe sử dụng cụm pin lithium Tenari nhưng chưa rõ phạm vi hoạt động sau khi sạc đầy pin. Chery Omoda 5. Vào cuối năm 2022, Chery đã công bố Omoda 5 là một trong năm xe sẽ về Việt Nam trong tương lai. Đáng chú ý, bên cạnh động cơ xăng, Omoda 5 còn có tùy chọn động cơ điện. Thời gian bảo hành xe được xác nhận là 6 năm hoặc 150 km tùy điều kiện đến trước. Với chiều dài 4.400mm, rộng 1.830mm và cao 1.588mm, Chery Omoda 5 có thiết kế SUV điển hình của Trung Quốc với đèn pha chia đôi, lưới tản nhiệt lớn. Theo các chi tiết được công bố trong cùng một cuộc khảo sát, hệ chuyển động của Chery Omoda 5 EV có lẽ bao gồm động cơ duy nhất được gắn trên trục trước, sẽ tạo ra công suất 150 kW, 201 mã lực và mô men xoắn 400 nm. Sức mạnh sẽ đến từ một gói pin 64 kWh cung cấp phạm vi GNTP là 450 km. Quá trình sạc nhanh từ 0 đến 80% sẽ mất 40 phút và sạc bình thường ở công suất thấp hơn sẽ mất 5 giờ. Theo một báo cáo mà Drive công bố vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Chery Omoda 5 EV sẽ được đưa vào sản xuất vào tháng 9 năm 2023 và sẽ đến châu Âu đầu tiên. Chery đang so sánh Omoda 5 EV với Hyundai Kona Electric. Omoda 5 EV cũng sẽ cạnh tranh với BYD Atto 3. Từ cà phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thêm 900 xe VinFast VF8 sẽ được chuyển sang Mỹ trong tháng 4. Những chiếc VF8 này đều là bản tiêu chuẩn, có tầm hoạt động lớn hơn so với bản City Edition vừa mở bán tại Mỹ. Hãng cũng sẽ chuyển xe sang Canada và châu Âu. Theo Bloomberg, VinFast sẽ chuyển lô xe điện thứ 2 sang Bắc Mỹ vào ngày 4 tháng 4. Công ty sẽ chuyển 900 chiếc VF8 bản tiêu chuẩn sang California và 900 chiếc sang Canada. CEO Lê Thị Thu Thủy chia sẻ với Bloomberg, trước đó hãng đã chuyển 999 chiếc VF8 City Edition với tầm hoạt động ngắn hơn so với những chiếc SUV sắp tới sang California vào cuối năm ngoái. Hãng xe Việt cũng dự kiến chuyển 700 chiếc VF8 sang châu Âu vào giữa tháng 6. VinFast kỳ vọng bàn giao mẫu VF8 tiêu chuẩn cho khách hàng Mỹ vào đầu tháng 5 và khách hàng Canada là đầu tháng 6. Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo những chiếc VF8 tiêu chuẩn có đủ các chứng chỉ theo quy định trước khi bàn giao cho khách hàng, bà Thủy nói. 45 chiếc VinFast VF8 City Edition với tầm hoạt động theo chuẩn EPA đạt 207 dặm, 333 km đã được bàn giao cho khách hàng Mỹ vào đầu tháng 3. Những model này có giá cho thuê từ 399 USD một tháng cho 24 tháng, theo website của hãng tại Mỹ. Phiên bản VF8 tiêu chuẩn dự kiến có tầm hoạt động 293 dặm, tương đương 471 km, theo chuẩn WLTP. Xe có giá từ 49.000 USD tại Mỹ và 57.500 đô la Canada tại Canada. Hãng cho biết phiên bản City Edition là phiên bản đầu tiên của chiếc VF8 trải qua quá trình thử nghiệm và được cấp phép tại Mỹ nên có mặt tại thị trường này sớm hơn so với bản tiêu chuẩn với tầm hoạt động xa hơn. Theo thông báo mới đây, công ty sẽ tiến hành bàn giao những chiếc VinFast VF9 đầu tiên cho khách hàng Việt Nam từ ngày 27 tháng 3. Bước sang tháng 4, một model khác là VF5 Plus cũng sẽ đến tay người dùng Việt, nâng tổng số model xe điện của hãng lưu hành trên thị trường lên con số 4. Từ cà phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast bàn giao 27 ô tô VF9 đầu tiên cho khách hàng. Sau lễ bàn giao chính thức tại 3 thành phố lớn, VinFast sẽ tiến hành giao xe trên quy mô toàn quốc theo số thứ tự đặt cọc. Khách hàng có thể nhận xe tại cửa hàng hoặc tại nhà. Ngày 27 tháng 3 năm 2023, tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, VinFast đã tổ chức lễ bàn giao 27 chiếc xe VF9 đầu tiên cho khách hàng. Theo đó, lô xe VF9 đầu tiên tới tay người dùng có thiết kế 6 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ khoang máy bay hạng thương gia với hai ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ hai
kết hợp với bệ tì tay cỡ lớn tạo cảm giác sang trọng và rộng rãi. Cùng với tùy chọn trần kính toàn cảnh phiên bản Plus, hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi bản Plus, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai bản Plus. Màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động bản Plus. Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh Smart Service liên tục được cập nhật. Động cơ điện có công suất tối đa lên tới 300 kW, 402 mã lực. Moment xoắn cực đại 620 nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ đầy phấn khích. Bộ pin 92 kWh có khả năng di chuyển tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus theo tiêu chuẩn WLTP. Ngoài thiết kế 6 chỗ ngồi, VinFast VF9 còn có tùy chọn 7 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được bàn giao đến khách hàng trong thời gian tới. VinFast cũng sẽ liên tục tổ chức các chương trình lái thử ô tô điện tại các showroom, đại lý trên toàn quốc để đông đảo khách hàng có cơ hội trải nghiệm các dòng xe thông minh đẳng cấp mang thương hiệu Việt. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết, sự kiện bàn giao xe VF9 hôm nay là khởi đầu cho chuỗi sự kiện VinFast sẽ liên tục tổ chức trên quy mô toàn cầu trong thời gian tới. Dự kiến trong tháng 4 2023, chúng tôi sẽ xuất khẩu lô xe VF8 thứ hai tới thị trường quốc tế, đồng thời bàn giao xe VF5 Plus tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo đó là các kế hoạch xuất khẩu xe VF9 và mở bán VF6, VF7 trong các tháng tới. Hiện VinFast đã quy hoạch hạ tầng 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp Việt Nam, cùng hệ thống 89 showroom, đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast mở cửa hàng thứ 3 tại Pháp đã hiện diện ở 11 thành phố châu Âu. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, VinFast công bố chính thức khai trương cửa hàng VinFast tại Rennes, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại miền Tây nước Pháp. Các cửa hàng VinFast tiếp theo tại Pháp dự kiến sẽ được khai trương tại Montpellier, Aix-en-Provence cùng nhiều thành phố lớn khác trong thời gian tới. Cửa hàng VinFast Rennes tọa lạc tại địa chỉ Paris-Montpellier, Rennes là vị trí đắc địa với tuyến giao thông thuận tiện và tập trung nhiều thương hiệu lớn, được kỳ vọng sẽ giúp VinFast nâng cao nhận diện thương hiệu và nhanh chóng tiếp cận khách hàng. Đây là cửa hàng đầu tiên của VinFast tại miền Tây nước Pháp, đánh dấu bước tiến mới của VinFast tại thị trường này. Là mô hình 1S trong hệ thống bán lẻ và dịch vụ của thương hiệu, VinFast Rennes sẽ tập trung trưng bày sản phẩm, những tính năng thông minh trên xe, tư vấn sản phẩm và dịch vụ với sự đồng hành của các chuyên gia sản phẩm có trình độ chuyên môn cao. Cửa hàng VinFast Rennes sẽ trưng bày hai mẫu SUV điện VF8 và VF9. Trong thời gian tới, VF6 và VF7 cũng sẽ được trưng bày tại đây, giúp khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm giải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh của VinFast. Trước đó, VinFast đã khai trương các cửa hàng tại Paris, Cologne, Berlin, Frankfurt, Munich, Hamburg, Oberhausen, Amsterdam, The Hague và Rotterdam. VinFast Rennes là cửa hàng thứ 3 của VinFast tại Pháp. Sau Rennes, các cửa hàng tiếp theo sẽ lần lượt được triển khai tại Montpellier, Aix-en-Provence và các thành phố lớn khác. Trong thời gian tới, VinFast sẽ triển khai các chương trình lái thử quy mô lớn tại Pháp, Đức, Hà Lan để tiếp cận khách hàng. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Vì sao VinFast đổ hơn 6.300 tỷ làm pin cùng họ với lithium ion để tạo thế chân kiêng? Pin được coi là trái tim của xe điện. Hiểu được điều này, trong vài năm gần đây, VinFast tập trung đầu tư vào sản xuất pin xe điện. Theo đó, vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, nhà máy sản xuất pin VDS chính thức được khởi công tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh với tổng diện tích hơn 12,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, khối lượng lắp đặt máy móc tại nhà máy này đạt khoảng hơn 80%. Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2023, nhà máy sản xuất pin VDS sẽ được đưa vào vận hành thử. Với mức độ tự động cao, đồng thời sử dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, đây sẽ là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ cung cấp pin lithium cho các dòng ô tô điện và xe VinBus điện của VinFast. Tháng 7 năm 2022, VinFast lại tiếp tục đầu tư và hợp tác chiến lược về pin thể rắn với Prolocium, công ty hàng đầu thế giới về pin thể rắn thế hệ mới. Theo đó,
Prolocium lên kế hoạch cung cấp pin thể rắn cho các mẫu xe điện mới của VinFast bắt đầu từ năm 2024. Bên cạnh dự án nhà máy pin VinES sắp đi vào vận hành thử và kế hoạch đường dài phát triển công nghệ pin thể rắn, công ty VinES, thành viên tập đoàn Vingroup và đối tác là công ty Gotion High-Tech đang tiến hành triển khai xây dựng nhà máy sản xuất loại pin LFP cùng họ với pin lithium-ion với tổng mức đầu tư gần 6.330 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, cũng được coi là một bước đi quan trọng trong việc thực hiện chiến lược ba chân kiềng của Vingroup, bao gồm mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với các đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới, tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất pin. Nhà máy được xây dựng trên diện tích rộng 14 ha tại khu kinh tế Vũng Áng với công suất thiết kế 5 GW trên một năm, tập trung sản xuất pin sạc LFP, loại pin sử dụng chủ yếu cho pin xe ô tô điện và hệ thống lưu trữ điện năng. Dự kiến đến quý 3 năm 2024, nhà máy này sẽ bước vào giai đoạn sản xuất đại trà. Hiện nay, loại pin được dùng phổ biến nhất trong ngành xe điện vẫn là pin lithium-ion. Loại pin này được phân thành hai loại chính. Thứ nhất là pin nickel, NMC, nickel mangan cobalt, NCA, nickel cobalt nhôm. Thứ hai là pin lithium sắt phốt phát. Như vậy, pin LFP thực chất cùng là pin lithium-ion. Tuy nhiên, loại pin này có nhiều khác biệt so với pin lithium-ion thông thường cả về tuổi thọ và độ an toàn. LFP là loại pin có dòng xả ổn định ngay cả khi dung lượng pin còn dưới 50%. Điều này giúp xe không bị giảm tốc độ mặc dù đang trong tình trạng yếu năng lượng. Vậy, LFP có gì khác với pin lithium-ion? Qua thời gian sử dụng lithium-ion vào các mẫu xe, nhiều hãng xe nhận ra rằng loại pin này có nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng lưu trữ lớn, dung lượng lớn, trọng lượng nhẹ. Song cũng có không ít nhược điểm như không bền, không phù hợp để sử dụng được ở tất cả các vùng khí hậu, chi phí cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng không đúng cách, gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường. Trong khi đó, pin LFP lại có nhiều ưu điểm vượt trội. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe trên thế giới như Ford, Tesla, Volkswagen và đặc biệt là VinFast lại đặc biệt quan tâm và đầu tư sản xuất loại pin này. Thứ nhất, pin LFP không phụ thuộc vào các nguyên liệu thô khan hiếm, dễ biến động về giá cả như nickel, cobalt hay mangan. Thứ hai, pin LFP có nhiều ưu điểm vượt trội. Chẳng hạn, nhờ khả năng giữ điện và mức hao thấp khi không sử dụng giúp loại pin này tăng tuổi thọ. Hơn nữa, pin LFP có thể chống lại tác động vật lý, dùng sạc công suất lớn. Đặc biệt, hợp chất lithium sắt phốt phát có trong pin LFP cũng giúp gây ra ít tác động đến môi trường, đồng thời có thể tái chế. Về cơ bản, so với pin lithium ion, LFP an toàn, có tuổi thọ cao và khả năng chống chịu được nhiệt độ cao tốt hơn. Thứ ba, pin LFP có giá thành rẻ hơn so với pin lithium ion. Mặc dù có mật độ năng lượng không bằng so với pin lithium-ion, nhưng pin LFP lại có giá rẻ hơn rất nhiều vì sử dụng nguyên liệu dễ tìm và có chi phí sản xuất hợp lý. Vì sao Ford, VinFast đầu tư trọng tâm vào pin LFP? Theo các chuyên gia, pin chiếm khoảng 1/3 giá thành của một chiếc ô tô điện. Vì vậy, các nhà sản xuất xe điện không ngừng tìm kiếm về các loại pin mới có giá rẻ hơn. Theo trang AutoWeek, mục tiêu của phần lớn các hãng xe điện trên thế giới hiện nay là phát triển pin LFP, một loại pin giá rẻ với mật độ năng lượng thấp hơn cho các mẫu xe. Nhưng loại pin này vẫn có những đặc tính như độ bền cao để có thể sạc nhanh, sạc thường xuyên và khả năng chịu đựng cao hơn khi pin được sạc đầy. Điều này có nghĩa là pin LFP cho phép chủ xe có thể sạc pin xe tới 100% một cách thường xuyên hơn. Hơn nữa, loại pin này cũng làm giảm sự phụ thuộc của các nhà sản xuất vào các loại khoáng chất quan trọng và đắt đỏ như cobalt, nickel, đồng thời giảm chi phí và giảm thời gian chờ đợi cho người mua xe. Vào tháng 2 năm 2023 vừa qua, Ford tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy pin với trị giá 3,5 tỷ USD tại bang Michigan, Mỹ để sản xuất pin LFP, loại pin được đánh giá là bền hơn, sạc nhanh hơn và có giá cả phải chăng hơn so với dòng pin lithium-ion. Trong thời gian qua, VinFast cũng nhanh chóng nhập cuộc với các nhà sản xuất xe điện trên thế giới về việc sản xuất pin LFP. Hiện nay, pin LFP đã được VinFast sử dụng ở trên 5 mẫu xe máy điện như Evo 200, Clara S 2022, Felix S, Vento S và Theon S, với khả năng đi được sau mỗi lần sạc đầy có thể lên tới 200 km tùy mẫu xe. Chưa hết, xe ô tô điện VF-E34 của VinFast cũng được trang bị loại pin này. Rõ ràng, giá cả được coi là yếu tố gần như quyết định sự phát triển của các mẫu xe điện bình dân. Một chiếc xe giá rẻ hơn so với độ bền, tuổi thọ cao hơn, đương nhiên sẽ hấp dẫn người tiêu dùng hơn so với một chiếc xe đắt đỏ với tuổi thọ thấp. Chính vì vậy, việc VinFast đầu tư lớn vào xây dựng nhà máy sản xuất pin LFP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của hãng xe này trong thời gian tới. Đồng thời, chấm dứt tình trạng đứt gãy nguồn cung vì thiếu hụt các loại vật liệu quý hiếm như cobalt, nickel. Đài NHK Nhật Bản nói về VinFast và hiện tượng đi tắt đón đầu trong lĩnh vực xe điện. Mới đây,
NSK đã đăng tải một phóng sự về việc các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Lào đang đi tắt đón đầu trong xu hướng dịch chuyển sang xe điện. Xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện trên toàn cầu đang bắt đầu lan sang các nước Đông Nam Á, điển hình là Lào và Việt Nam, NSK nhận xét. Sự tiến bộ nhanh chóng ở các nước mới nổi so với các nước phát triển trong một số công nghệ được gọi là hiện tượng đi tắt đón đầu. Ở Đông Nam Á, hiện tượng này đang xảy ra trong lĩnh vực xe điện và sắp sửa thay đổi đáng kể bộ mặt của ngành. Lào là một quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, đứng thứ 8 ASEAN về GDP bình quân đầu người. Nhiều mẫu xe điện từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại sự kiện bán xe được tổ chức ở thủ đô Viêng Chăn. Đến năm 2030, chính phủ Lào có kế hoạch sản xuất 30% phương tiện trong nước là xe điện. Hiện ngày càng có nhiều người dân Lào chuyển sang sử dụng xe điện. Xu hướng này phù hợp với chính sách của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào về việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong ngành giao thông vận tải, quy hoạch phát triển đến năm 2025, chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ Lào phê duyệt. Khi phóng viên NSK nói chuyện với những người lái xe điện tại Lào, những người này cho biết xe điện rất tiết kiệm vì hóa đơn tiền điện không cao. Thủy điện chiếm tới 70% tổng sản lượng điện ở Lào và được xuất khẩu sang các nước láng giềng. Giá điện ở Lào cũng tương đối rẻ. Ngược lại, giá xăng dầu lại tiếp tục tăng do phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vì xe điện có thể giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng so với giá xe chạy xăng, nên việc chuyển sang xe điện đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, tại Việt Nam, một nhà máy ô tô ở miền Bắc đang sản xuất những chiếc xe điện nội địa đầu tiên của Việt Nam. Những chiếc xe điện được sản xuất bởi nhà sản xuất mới nổi VinFast. Đây là một công ty trẻ được thành lập bởi tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Và từ năm 2022, công ty này đã chuyển hẳn sang sản xuất xe điện. Trong khi Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm công nghệ có giá trị gia tăng cao và sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, sự bùng nổ xe điện đã thúc đẩy điều đó. Vì xe điện có ít bộ phận hơn so với xe chạy bằng động cơ xăng, nên những công ty mới có thể dễ dàng tham gia thị trường hơn. Ở Đông Nam Á, chúng tôi là nhà sản xuất đầu tiên sản xuất xe điện. Chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thế giới, Phó Tổng Giám đốc điều hành hãng xe cho biết. Nhà sản xuất này bắt đầu bán hàng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2011 và đã nhận được hơn 60.000 đơn đặt hàng tại Nhật Bản và nước ngoài. Họ có kế hoạch thuê các kỹ sư nước ngoài và tiếp tục mở rộng kinh doanh trong tương lai. Công ty taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng tìm đối tác tài xế Green Car Luxury VF8, lương gần 14 triệu đồng, có khả năng nói tiếng Anh và cao từ 1m70 trở lên. Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, vừa đưa ra thông báo tìm đối tác tài xế Green Car Luxury VF8 tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo của hãng, khi đăng ký gia nhập cộng đồng đối tác GSM, các tài xế có cơ hội nhận nhiều quyền lợi làm việc khá hấp dẫn, với mức lương một tháng lên tới gần 14 triệu đồng, bao gồm 9 triệu lương cứng, 2 triệu thưởng dựa trên chất lượng công việc và 2 triệu hỗ trợ thời gian đầu, tối đa 6 tháng. Bên cạnh đó, tài xế còn được hưởng thêm 500.000 đồng phụ cấp sau thời gian đào tạo tiếng Anh và đạt yêu cầu. Ngoài ra, tài xế còn được hưởng một số đãi ngộ khác như tham gia bảo hiểm xã hội, đào tạo tiếng Anh giao tiếp cơ bản, khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, đào tạo bài bản về ngành dịch vụ, vận tải và tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Đặc biệt, hãng nhấn mạnh sẽ không áp doanh số trong thời gian đầu hoạt động. Để trở thành tài xế của GSM, người ứng tuyển cần đáp ứng các yêu cầu như có độ tuổi từ 22 đến 45, sở hữu bằng lái xe B2 trở lên, chiều cao từ 1m70 trở lên và không có hình xăm lộ. Thông thạo khu vực địa lý nội và ngoại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm lái xe trên 2 năm tại các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng, lý lịch tư pháp rõ ràng, sức khỏe tốt và sẵn sàng đi làm ngay. Được biết, GSM sẽ chính thức vận hành tại Hà Nội vào tháng 4 và có mặt tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố lớn trong năm nay. Ngay sau khi ra mắt, GSM đã đón nhận vị khách sộp đầu tiên thuê một dàn 500 ô tô điện. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, đơn vị sở hữu phương tiện là Đô Taxi, đã ký hợp đồng thuê 300 xe VFI34 và 200 xe VF5 Plus. Thời hạn thuê là 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chính thức, có thể được gia hạn tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế. Song song với việc thuê xe, Lado cũng đặt mua từ VinFast 40 xe VFE39, bổ sung vào đội xe điện VFE34 đã đi vào vận hành chuyên nghiệp. Trước đó, Lado đã mua và vận hành đội xe 75 chiếc VFE34 từ cuối tháng 5 năm 2022, phục vụ vận chuyển hành khách tại sân bay Liên Khương Lâm Đồng. Ngoài ra, GSM còn hợp tác với ứng dụng gọi xe Bi trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ. GSM và B Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe.
Khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của B-Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM bên cạnh các dịch vụ Bica và B-Taxi hiện có. Một hãng taxi vừa thuê 500 ô tô điện VinFast, mua thêm 40 chiếc VF E34 để mở rộng kinh doanh. Đối tác đặt mua và thuê xe taxi điện của VinFast là công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi ở Lâm Đồng. Năm ngoái, đơn vị này cũng từng đặt mua một lô xe VF E34. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi, vừa ký hợp đồng thuê và mua ô tô điện số lượng lớn với GSM và VinFast để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Lâm Đồng, Bình Định và các khu vực khác. Cụ thể, Lado đặt mua từ VinFast 40 xe VF E34, bổ sung vào đội xe điện VF E34 đã đi vào vận hành chuyên nghiệp. Song song với việc mua mới, Lado cũng đã ký hợp đồng thuê 300 xe VF E34 và 200 xe VF 5 Plus thông qua công ty GSM. Thời hạn thuê là 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chính thức, có thể được gia hạn tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế. Với quy mô sẽ lên đến hơn 600 taxi điện cùng với taxi xanh SM, Lado đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực vận tải hành khách xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và người dùng tại Việt Nam. Trước đó, Lado đã mua và vận hành đội xe 75 chiếc VF E34 từ cuối tháng 5 năm 2022, phục vụ vận chuyển hành khách tại sân bay Liên Khương, Lâm Đồng. Qua thực tế triển khai dịch vụ taxi điện gần một năm qua, chúng tôi nhận thấy những lợi thế vượt trội của xe điện so với xe xăng như không mùi, không tiếng ồn, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và được trang bị rất nhiều tính năng, công nghệ thông minh. Những điểm này rất phù hợp với dịch vụ taxi mà Lado đang cung cấp bởi vừa giúp bảo vệ sức khỏe của tài xế và hành khách, vừa giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ khiến khách hàng rất thích thú. Đó là lý do chúng tôi quyết định đầu tư thêm để mở rộng đội xe điện, tiến tới thay thế dần đội xe xăng cũ, qua đó góp phần tích cực vào gìn giữ và bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Ngọc Đồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồng Thúy cho biết. Lado Taxi được thành lập từ năm 2013, bắt đầu cung ứng dịch vụ taxi với 20 chiếc xe tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Sau 9 năm hoạt động, Lado Taxi trở thành hãng taxi có quy mô lớn tại khu vực miền Nam với khoảng 1.000 xe. Địa bàn hoạt động tại 5 tỉnh bao gồm Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Tròn một năm, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố. Loạt doanh nghiệp liên quan đến FLC thay máu lãnh đạo, tất cả cổ phiếu họ FLC ngừng giao dịch. Bamboo Airways có nhà đầu tư mới. Cách đây đúng một năm, ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với ông Quyết để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến hiện tại, ông Quyết vẫn đang bị tạm giam và chưa rõ thời gian xét xử. Nhìn lại một năm sự việc của ông Quyết gây rúng động dư luận và làm xôn xao thị trường chứng khoán, đã có rất nhiều bão tố xảy đến triền miên với tập đoàn FLC, Bamboo Airways và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC. Tất cả cổ phiếu thuộc họ FLC gồm FLC, ROS, ART, AMD, KLF, GAB và HAI đến nay đều đã bị ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết. Tập đoàn FLC, gian lãnh đạo thay máu, cổ phiếu bị hủy niêm yết. Ngay sau khi ông Quyết bị tạm giam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của tập đoàn FLC là công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn đất Việt cũng bị Ủy ban chứng khoán nhà nước đình chỉ tư cách kiểm toán cho công ty niêm yết. Đến hiện tại, dù đã quá hạn chót từ lâu, FLC vẫn chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, báo cáo tài chính quý 4 năm 2022. Với nhiều nút thắt liên quan đến số liệu những năm trước, khả năng cao FLC sẽ tiếp tục không thể nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo đúng hạn 31 tháng 3 năm 2023. Về nhân sự thượng tầng, FLC đã chứng kiến không ít sự xáo trộn khi những lãnh đạo từng thân cận nhất với ông Quyết đều đồng loạt rời ghế. Sau khi bà Bùi Hải Huyền xin nghỉ, toàn bộ hội đồng quản trị dưới thời ông Trịnh Văn Quyết không còn lại ai. Hiện chủ tịch FLC là ông Lê Bá Nguyên, anh vợ ông Quyết. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, cổ phiếu FLC cũng chính thức bị hủy niêm yết khỏi sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, được chấp thuận gia nhập thị trường Upcom nhưng lập tức bị đình chỉ giao dịch vì chưa khắc phục được vi phạm. Mới đây, FLC đã công bố lộ trình đưa cổ phiếu giao dịch trở lại, dự kiến mất ít nhất 7 tháng. Công ty cho biết
sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022. Hoàn thiện và phát hành báo cáo bán niên soát xét năm 2022, dự kiến cuối tháng 10 năm 2023. Công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos. Giống như tập đoàn FLC, sau biến cố của ông Quyết, FLC Pharos cũng chưa nộp nhiều báo cáo tài chính dù đã quá hạn chót. Đến nay, ROS vẫn chưa tìm được công ty kiểm toán mới sau khi đất Việt bị đình chỉ. Cùng số phận với cổ phiếu FLC, ngày 5 tháng 9 năm 2022, cổ phiếu ROS cũng bị hủy niêm yết khỏi HOSE và không được đăng ký giao dịch ở thị trường Upcom. Trong năm qua, ROS cũng đã thay đổi loạt lãnh đạo cấp cao. Hiện ông Lê Tiến Dũng đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty này. Một doanh nghiệp khác trong họ FLC cũng chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là công ty cổ phần nông dược HAI. Cổ phiếu HAI bị ngừng giao dịch từ ngày 9 tháng 9 năm 2022 cho đến nay vì chậm công bố nhiều thông tin tài chính. Tháng 1 năm 2023, bà Bùi Hải Huyền đã xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị nông dược HAI. Hai lãnh đạo khác cũng đồng thời rời khỏi ban kiểm soát. Ngày 3 tháng 4 năm 2023 tới đây, nông dược HAI sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Bamboo Airways. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của Bamboo Airways sau khi ông Quyết bị bắt phải nhắc đến việc ông Đặng Tất Thắng, cựu chủ tịch Bamboo Airways, rời khỏi đứa con đẻ của mình. Tháng 7 năm 2022, ông Thắng đã từ nhiệm tất cả chức vụ tại FLC và Bamboo Airways. Đội ngũ nhân sự cao cấp của Bamboo Airways tiếp tục có nhiều biến động khác với sự xuất hiện của ông Dương Công Minh, nhà sáng lập Him Lam Group và chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank trong vai trò cố vấn cao cấp hội đồng quản trị Bamboo Airways. Trong thời điểm khó khăn, Him Lam đã cho Bamboo Airways vay 8.000 tỷ đồng. Mới đây, Bamboo Airways tiết lộ đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ là cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết và các cổ đông liên quan. Với vai trò là tổ chức phát hành, Bamboo Airways đã tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ cho nhà đầu tư mới. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của FLC, chủ tịch tập đoàn cũng cho biết FLC đang có kế hoạch xem xét chuyển nhượng cổ phần tại Bamboo Airways. Hãng bay này đồng thời công bố phương án phát hành cổ phần nhằm tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty muốn chào bán cổ phần riêng lẻ với quy mô phát hành dự kiến tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành. Với vốn điều lệ đang ở mức 18.500 tỷ đồng, ước tính Bamboo Airways sẽ phát hành tối đa thêm 996,2 triệu cổ phần, huy động gần 10.000 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 28.462 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của Bamboo Airways sẽ vượt qua Vietnam Airlines 22.144 tỷ đồng, trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. FLC Strong, chứng khoán BOS, FLC GAB và xuất nhập khẩu CFS. Chịu nhiều tác động khi là các doanh nghiệp nằm trong họ FLC. Đến hiện tại, cả 4 công ty nói trên đều có những vướng mắc trong việc tìm công ty kiểm toán, nên chưa thể công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch. Chưa hết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của cả 4 công ty đều phải tổ chức đến lần thứ 3 mới thành công, do các lần trước không đủ tối thiểu số phần trăm tổng số cổ phần có biểu quyết tham dự. Sự việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt cũng ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan. Đơn cử về FLC Strong, riêng quý 4 năm 2022 đã thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ do ảnh hưởng khách quan của việc chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt trong năm 2022, đã dẫn đến việc các đối tác và ngân hàng dừng hợp đồng mua bán và dừng thi công các công trình xây dựng. Về mối liên hệ giữa FLC Strong và tập đoàn FLC, FLC Pharos từng là cổ đông công ty nhưng đã thoái vốn. Chủ tịch FLC Strong Nguyễn Đức Công cũng từng khẳng định, mặc dù tên gọi có chữ FLC, nhưng FLC Strong không phải là công ty con hay công ty liên kết của tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết cũng không nắm quyền điều hành hay sở hữu đa số cổ phiếu AMD. Dù vậy, mã AMD vẫn được xếp vào nhóm cổ phiếu họ FLC cùng với FLC, HAI, KLF, ART, ROS. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp protein. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.